Sao Sebis bị paparazzi bóc trần tính cách thật, trịnh sàng diễn đỉnh cỡ nào mà không bị phanh phui? Ở bất kỳ quốc gia nào, làng giải trí showbiz luôn là nơi vô cùng phức tạp, khó đoán. Có một sự thật là nhiều nghệ sĩ đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, xây dựng hình ảnh và phong cách để phù hợp với mong đợi của công chúng. Tuy nhiên, nhân cách thực sự của họ lại trái ngược hoàn toàn. Sự xuất hiện của paparazzi, cánh gian ảnh cùng những màn bóc trần đời sống riêng tư, tính cách thật ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo đã không ít lần khiến làng giải trí được fan chấn động. Đối với Sebis, việc các nghệ sĩ bị phanh phui tính cách, đời sống trái ngược hoàn toàn trên màn ảnh là điều không hiếm gặp. Cùng điểm qua một số nghệ sĩ xứ chung, gần đây được các nhóm paparazzi bóc trần tính cách thật của họ. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ đỉnh lưu của showbiz Hoa ngữ. Không ngạc nhiên khi cuộc sống của cô nhận nhiều sự chú ý từ cánh truyền thông lẫn cư dân mạng. Tuy nhiên, theo paparazzi, trong khoảng thời gian suốt mấy tháng đi theo cô nàng, anh chỉ thấy Nhiệt Ba đi ăn và dạo phố. Thậm chí, người đàn ông này còn tiện tay quay lại thành một chiếc vlog diễn tả cuộc sống hàng ngày của nàng mỹ nhân Tân Cương. Thành Nghị cũng là một trường hợp khiến paparazzi bó tay khi muốn đào ra những câu chuyện nhạy cảm trong đời sống riêng. Khoảng thời gian đi theo nam diễn viên, cánh gian ảnh phải đợi nửa tháng mới bắt gặp được một ngày anh đi ra ngoài. Tuy nhiên, thay vì đi hẹn hò như dự đoán, Thành Nghị lại đi câu cá vào 4 giờ sáng. Cuối cùng cả nhóm paparazzi không thu thập được thông tin thú vị nào khác. Em trai Phạm Băng Băng là vợ mới của showbiz xứ Trung. Không chỉ trên màn ảnh, trong các show truyền hình mà paparazzi đi theo anh chàng cũng được dịp ngã ngửa vì Phạm Thừa Thừa bị lạc đường tới 2 giờ đồng hồ. Cánh gian ảnh ban đầu tưởng rằng nam diễn viên muốn che giấu điều gì đó nên kiên trì đi theo anh. Tuy nhiên, sau đó tất cả mới nhận ra Phạm Thừa Thừa thực sự bị lạc đường, không tìm ra phương hướng. Mỹ nữ 4.000 năm Cúc Tịnh Y nổi tiếng sở hữu thân hình mảnh mai, gầy gò. Tuy vậy, khi cánh gian ảnh đi theo cô nàng đã phát hiện Cúc Tịnh Y cực kỳ siêng năng đi ăn. Theo chia sẻ của đại diện nhóm, số lần cô nàng vào nhà hàng nhiều đến mức paparazzi đi theo cô cũng thâm hụt một khoản tài chính không nhỏ. Điều đáng buồn nhất chính là họ cũng chẳng chụp được chuyện gì bí mật của cô nàng, Cúc Tịnh Y thực sự chỉ đi ăn mà thôi. Cách vài năm, Trác Vĩ, paparazzi hàng đầu xứ Trung cũng đã có những chia sẻ về showbiz Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Trong đó, ông dành lời khen về ba mỹ nhân showbiz, sở hữu nhân cách trong sạch, không thể bị vấy bẩn. Những người đẹp này đều có một điểm chung là hoạt động showbiz lâu năm, sở hữu lượng fan không hề nhỏ, có nhan sắc và thần thái đỉnh cao. Người Trác Vĩ điểm mặt chỉ tên là Đường Nghệ Hân, Lý Thấm và Trịnh Sàng. Những năm gần đây, xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc các nữ diễn viên dựa vào mối quan hệ để được tham gia đóng phim, quay show. Chính vì vậy, những nghệ sĩ thực lực đơn thuần trong showbiz rất ít ỏi. Đường Nghệ Hân được Quy Quy chỉ điểm là một trong số những nhân vật có đời tư trong sạch nhất. Đường Nghệ Hân nổi danh từ Chân Hoàn Truyện, cô có cuộc sống đời tư kín đáo và chuyện tình đáng ngưỡng mộ với mỹ nam Trương Nhược Quân. Quy Quy nhận xét, mỹ nhân họ Đường hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để có chỗ đứng trong sự nghiệp. Giờ đây cô nàng đang tạm lùi về hậu trường để lo lắng cho gia đình nhỏ yên bình của mình. Giống như người bạn của mình, Lý Thấm cũng nỗ lực vượt khó và đi lên bằng thực lực, sự gắn bó với nghề thay vì những chiêu trò mánh khóe để đi lên trong giới showbiz. Kỳ thực, Lý Thấm cũng là một trong số những ngôi sao trong sạch, đời tư nói không với scandal của giới giải trí. Với Trịnh Sàng, Quy Quy nhận xét rằng cô có tính cách rất thẳng thắn, trong khi nhiều người cảm thấy phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những bê bối, thì người đẹp họ Trịnh lại thoải mái lên tiếng thừa nhận. Khi tham gia show truyền hình, vì cảm thấy thành viên đội mình bị đối xử bất công, cô cũng không ngần ngại đứng ra đòi lại sự công bằng cho đồng nghiệp. Trịnh Sàng tuyệt đối không phải là người dùng mọi thủ đoạn, bất chấp tất cả để trở nên nổi tiếng hay thăng cấp. Tuy nhiên, trong số 3 diễn viên này, Trịnh Sàng lại là nhân vật gây tranh cãi nhất. Nữ diễn viên không ít lần bị chỉ trích là IQ thấp khi có những phát ngôn, hành động dấy lên làn sóng phẫn nộ. Đầu năm 2021, Trịnh Sàng chính thức bị phong sát, mất cả sự nghiệp. Báo giới Hoa ngữ sáng 21 tháng 1 thông tin, tạp chí Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc tối ngày 20 tháng 1 đã đăng bài viết về bê bối của Trịnh Sàng. Trong đó, bài viết nhấn mạnh việc thuê người mang thai hộ rồi bỏ rơi con là hành động không được dung thứ, dù là về mặt luật pháp hay đạo đức. Bài báo thể hiện quan điểm của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc rằng với người diễn viên như thế thì dù ra bất kỳ tác phẩm nào cũng không tạo được sự tích cực đến cộng đồng.